Rồi hello anh em, thì hôm nay mình làm cái video clip này thì sẽ nói về cái chai Linbad Body này. Thì có rất là nhiều anh em hỏi là cái chai này dùng để làm gì và cái cách sử dụng của nó ra làm sao. Thì cũng như anh em thấy trên màn hình á, là ở đây nó để là vệ sinh body, nhông và cần câu của chúng ta. Thì cách sử dụng nó như thế nào thì như ở trên cái màn hình anh em thấy á, đây là ba cái máy mình mới vừa tháo ra để vệ sinh cái body cũng như là cái nhông. Thì cái nhông á, là mỗi khi mình tháo ra á, là mình đều quấn giấy như vậy nè, để khi mà chúng ta di chuyển tới lui á, nó sẽ không có bị cấn đó. Chúng ta nên kỹ cái phần nhông này. Thì á, đầu tiên á, cái công dụng của cái chai này là mình rửa cái nhông nó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái chai nước rửa linh kiện á, chúng ta sẽ rửa sơ qua cái nhông để cho cái nhông nó sạch đi những cái dầu mỡ cũ đó. Thì nó cũng đã khá là sạch rồi, nó cũng khá là sạch rồi, nhưng mà để đạt cái hiệu quả tối đa và tối ưu nhất cho cái bộ nhông của chúng ta nó bám cái mỡ nhông được lâu hơn và bền hơn, thì chúng ta phải rửa bằng cái chai Linbad Body Gear Rod này đó. Thì khi mà chúng ta rửa cái nhông, nó sẽ giúp cho cái nhông bề mặt kim loại của chúng ta, nhông lớn cũng như nhông nhỏ, nó được sạch nhất có thể và nó sạch đến cái mức độ mà chúng ta gờ vô cái nhông á, gờ vô cái bề mặt kim loại nó rít luôn. Đó là anh em biết là cái độ sạch của nó như thế nào rồi. Thì nó sẽ giúp cho cái mỡ nhông của chúng ta nó sẽ được bám lâu hơn và bền hơn trên cái bộ nhông của chúng ta. Đó cũng là một cái mẹo để giúp cho cái máy câu của chúng ta nó bền hơn. Thì sau cái bộ nhông á, thì chúng ta sẽ rửa cái body đó, thì chúng ta cũng sẽ xịt lên đó, chúng ta cũng sẽ xịt lên hết cái body. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ như là anh em thấy nè đó, thì cọ bằng chải, rồi những cái cọ nhỏ này nè, để chúng ta chà những cái chỗ khuất, những cái chỗ lỗ tròn nào đó nó chúng ta không có thể nào lấy bằng chải chúng ta chà vô được, và chúng ta không thể nào chà sạch được nó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Còn cái miếng này á, thì cũng sẵn đây nói luôn với anh em để mình bỏ này qua bên. Thì cái miếng này nó là cái miếng gì, thì đây là cái miếng đánh 3M. Nó tương tự, nó giống như là cái miếng bông lao bản của chúng ta vậy đó. Thì nó để làm gì? Thì ở đây á, nó để rửa cái cán bằng đó. Thì như trên màn hình anh em thấy á, đây là cái cán của cây quạt solar 1652 R5 của mình đó, sử dụng cũng khá là lâu rồi. Thì mình để sử dụng để mình rửa cái cán bằng á, thì sau khi đi câu về anh em lưu ý cho mình là phòng bệnh hơn trị bệnh đó. Thì bắt buộc anh em sử dụng cán bằng á, thì có một điều chúng ta phải chấp nhận là cái cán bằng á, nó rất là dễ thấm nước. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái bẩn á, nó rất là dễ bám vào, và khi nó bám vào nó không phải là nó bám bên ngoài nữa, mà là đó khi mà chúng ta không vệ sinh kịp lúc á, nó sẽ bám sâu vào bên trong cái bề mặt gỗ bần của chúng ta, và chúng ta có rửa cách nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có thể nào mà sạch hết hoàn toàn, nó chỉ sạch một cái mức độ nào đó thôi. Thì anh em nên lưu ý là khi mà mình đi câu về đó, anh em bỏ một ít thời gian ra, anh em nếu mà anh em bận quá đi hoặc anh em mệt mỏi quá đi, thì anh em chỉ cần rửa cái cán bằng thôi, rửa bằng cái chai này đó, anh em xịt lên và anh em lấy cái miếng chùi 3M này nè, nó chúng ta sẽ chà xong rồi chúng ta sẽ rửa cái nước nước lạnh lại, nước máy lại. Thì tại sao mà phải sử dụng cái miếng này đó, để chúng ta chà lên cái bề mặt của gỗ bằng? Thì ở đây á, mình xin giải thích rằng á, là khi cái bề mặt gỗ bằng của chúng ta nó sẽ có những cái lỗ mọt, những cái lỗ mọt đó, những cái lỗ mọt của gỗ, thì bất kỳ một cái loại gỗ nào nó cũng sẽ có lỗ mọt và cái nó kêu bằng cái gì đó mình quên cái tên gọi rồi. Thì để xử lý cái bề mặt của gỗ đẹp thì bắt buộc cái nhà sản xuất người ta phải chán lên một cái lớp, nó giống như là cái keo mà keo bả gỗ á, để lắp phủ cái bề mặt của cái bề mặt của gỗ để cho nó mịn, nó đẹp hơn, và sẽ xử lý bằng chà nhám hay là những cái gì đó riêng của từng hãng người ta sử dụng đó.
thì nếu như chúng ta lấy bàn chải chúng ta sạc thì nó sẽ bị làm trôi đi hoặc là nó bị bong đi những cái chỗ mà kêu mình nói nôm na là chét cái lỗ mọt đi, nó cho anh em dễ hiểu, nó sẽ bị bong đi và nó sẽ làm lỗ trên cái án bằng của chúng ta, nó sẽ làm cho cái cán bằng chúng ta sẽ bị xấu đi. Thì trong cái trường hợp đó, hồi trước mình cũng nói là khi mà mình xịt cái chai Lifeblast Body này vô thì chúng ta sẽ lấy cái bàn chải chúng ta sạc. Ở trong cái trường hợp đó là trong cái trường hợp là cán bằng của chúng ta đã sử dụng lâu ngày rồi, nó đã bị bong chóc rồi, những cái lỗ mọt rồi thì nó quá dơ đi, thì bắt buộc chúng ta phải xử lý bằng cái bàn chải chúng ta sẽ chà sạch đó. Thì khi mà chúng ta chà sạch như vậy đó, chúng ta rửa lại thì nó mới sạch được. Nó còn thí dụ như mà cái cán bằng mới anh em mới vừa mua cần câu về thì anh em chỉ sử dụng cái miếng này đó, chúng ta sẽ chà cái miếng 3M này, hoặc là ví dụ như mà anh em không có mua được cái miếng 3M này ở trên Shopee bán rất là nhiều, nhưng anh em không có mua được thì anh em có thể dùng cái đồ lau bảng cũng được đó, thì anh em rửa sạch đó, rửa sạch xong anh em rửa lại bằng cái nước máy thì nó đã sạch rồi đó. Thì chúng ta sẽ lấy cái khăn chúng ta sẽ chậm khô, xong rồi chúng ta sẽ quấn khăn giấy, cái khăn giấy khô đó, đây để mình lấy cho anh em xem. Thì mình làm cái demo cho anh em xem, thì khi anh em rửa sạch xong rồi anh em chùi khô thì anh em sẽ lấy cái khăn giấy, anh em sẽ quấn cái bề mặt của cái gỗ bằng lại đó. Như vậy chúng ta sẽ bóp cho nó ra hết những cái nước ở trong cái gỗ bằng của chúng ta đó. Thì chúng ta sẽ thay thêm một cái lần khăn giấy nữa, chúng ta sẽ quấn lại nữa đó, để trong vòng chúng ta sẽ nhớ bóp chặt nha, cho nước ra ra thì từ ở trên xuống dưới là đều quấn khăn giấy hết đó, quấn khăn giấy đều hết và quấn hai lần đó. Cái lần cuối cùng là cái khăn giấy chúng ta phải khô để đảm bảo nó đã hút hết cái độ ẩm ra ngoài rồi đó, thì nó sẽ giúp cho cái cán bằng của chúng ta nó sẽ bền hơn, nó sử dụng được lâu hơn và nó sẽ luôn trong cái tình trạng mà trắng đẹp như thế này đó. Thì cái cây này của mình cũng sử dụng cũng khá là rồi đó. Anh em cứ yên tâm sử dụng cái nước rửa này, nó sẽ không có làm cho cái nước sơn của cái body máy câu và cái cần câu của chúng ta sẽ bay màu, mà nó sẽ giúp cho cái cần câu của chúng ta, cán bằng của chúng ta, body máy câu đó, nó sẽ rất là sạch và nó giữ màu luôn đẹp mới. Đặc biệt á, là khi anh em rửa xong cái nước này là anh em chùi cái máy lại đi, cái máy nó cực kỳ sạch đẹp đó. Thì cũng có cái này mình bán cũng rất là lâu rồi đó. Thì cái mẫu này là cái mẫu mới mình mới vừa nhập về, cái mẫu hồi trước đó là màu trắng xanh dương đó, thì cái mẫu này mình mới vừa nhập về đó. Thì cái body này á, chúng ta sẽ rửa và chúng ta sẽ chà thật là kỹ để cho sạch hết những cái dầu mỡ cũ cũng giống như là cái bùn đất nó đóng, để cho cái máy của chúng ta luôn sạch đẹp đó. Thì cái bước này là cái bước rất là quan trọng, thì lúc nào cũng phải xử lý thật là sạch, đặc biệt là cái bộ nhông, anh em lưu ý nha, đặc biệt là cái bộ nhông của cái máy câu chúng ta, nó chúng ta phải xử lý, chà lấy cái bàn chải chà bề mặt này, xong rồi đánh những cái kẽ nó bằng cái chai Climbat Body Reroute này đó, thì nó sẽ giúp cho cái bề mặt nhông của chúng ta thứ nhất là sạch, thứ hai là nó sẽ tăng cái độ bám mỡ rất là tuyệt vời đó. Thì ở đây mình nói thì anh em có thể là anh em chưa có thể nào mà anh em cảm nhận được, thì nếu như anh em có điều kiện thì anh em nên mua một chai về đó, nó sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Ở đây mình làm cái video và mình bán những cái sản phẩm của Bass thì nó rất là chất lượng, mình đã trải nghiệm và mình đã sử dụng trên máy khách và làm máy rất là nhiều rồi, anh em nên yên tâm đó. Thì nếu anh em là có điều kiện thì anh em nên sở hữu một chai này đó, để anh em rửa nhông, rửa body máy và rửa luôn cần câu nữa, rất là đa năng, rất là tiện dụng đó. Thì những cái thứ nào hay ho và nó đạt cái hiệu quả cao, hiệu năng suất cao thì mình giới thiệu đến anh em, thì mình khuyên anh em nên dùng rồi. Ok, cái video clip này thì mình cũng xin nói ngắn gọn ở đây thôi, thì cũng khá là lâu rồi mình không có làm video để trả lời về cái chai body Lifeblast body này nó. Thì hôm nay mình sẵn mình đây mình đang làm, mình mới sực nhớ lại mình mới quay video cho anh em xem đó. Thì anh em cảm thấy hay, cảm thấy bố thì anh em chia sẻ cho những anh em bạn bè khác cùng biết, để giữ cho cái máy câu chúng ta luôn bền đẹp và giúp cho cái bộ nhông của chúng ta luôn trong cái tình trạng tốt nhất, và cần câu của chúng ta, cán bằng của chúng ta. Rồi, cảm ơn anh em, chào anh em.